Lúc là một cựu CIA về hưu, ở độ tuổi U70 ông vẫn trông rất lịch lãm và cuốn hút. Hôm ấy lúc đi trên đường vừa hút xong điếu cần thì tiện tay ném nó vào thùng rác. Chiếc thùng rác bị phóng hỏa khiến đám cháy bốc lên ngùn ngụt. Lúc lên xe rồi gọi cho lính cứu hỏa đến dập lửa, sau đó liên lạc với một người cộng sự tên Barry. Anh chàng sử dụng ứng dụng theo dõi chuyên nghiệp hướng dẫn cho Lúc đuổi theo đoàn xe cứu hỏa. Đến nơi Lúc chỉ có chưa đến 10 giây để thay bộ đồng phục trà trộn lên xe. Khi tiến vào quận Kim Cương, một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, Lúc tranh thủ chui xuống cống rồi dùng đèn pin laser khoét một lỗ bên trên. Hóa ra con đường này dẫn đến một kho giữ tiền của ngân hàng. Cựu điệp viên gài mìn vào những cánh cửa và bắt đầu cho nổ. Ông lấy ra từ bên trong một chiếc hộp chứa tiền và vô số những viên kim cương vô cùng giá trị. Lúc mang nó đến giao dịch với một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, ông trùm đã nhanh chóng phát hiện trên những viên kim cương có vết xước và cặn nhựa, chứng tỏ rằng đây là hàng ăn cắp. Sợ bị phát hiện nên Lúc nhanh tay dùng bình xịt thuốc mê xịt vào mặt ông trùm và bọn tay sai, sau đó đi đường quyền bật đồ sát tiễn hết nhóm Marco lên thiên đàng. Cuộc giao dịch thất bại nên Lúc đành mang túi kim cương về nhà và tặng cô cháu gái một viên làm kỷ niệm. Cũng vì việc làm đặc vụ cho cơ quan tình báo Mỹ nên Lúc hiếm khi ở nhà. Không thể dành thời gian cho gia đình nên hai vợ chồng đã ly dị. Nhân lúc được về hưu, Lúc định lập ra một kế hoạch tán tỉnh lại vợ. Cùng bà đi du lịch vòng quanh thế giới và dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, trời xui đất khiến Lúc lại bị cuốn vào một phi vụ đặc biệt quan trọng. Vào 25 năm trước, trong một chiến dịch, Lúc đã giết chết một tên trùm buôn lậu khét tiếng. Do cảm thấy ăn năn cắn rứt nên Lúc đã trở thành người tài trợ cho Boro, con trai của tên trùm ấy. Tốt nghiệp trung học năm 16 tuổi, tốt nghiệp đại học Oxford 20 tuổi, Boro quả nhiên là một nhân tài. Thậm chí hắn còn từng tham gia vào MBA, tổ chức quân sự. Hiện tại tổ chức của hắn đã có hơn 400 thành viên. Boro được tiếp động lực từ cái chết của bố nên cũng khá đam mê trong sự nghiệp buôn bán vũ khí lậu. Tổ chức của hắn đã tạo ra một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt cầm tay và sắp mang ra bán đấu giá. Vì vậy CIA cần một người mà Boro tin tưởng nhất để đánh cắp món vũ khí ấy mang về. Người thích hợp nhất lúc này không ai khác ngoài Lúc, bạn thân của bố Boro và là nhà tài trợ chính cho hắn. Lúc miễn cưỡng chấp nhận bởi đã có lệnh ban hành từ Nhà Trắng, xem ra phi vụ cưa lại vợ cũ đành tạm thời gác lại. Lúc nhanh chóng lên đường đến gặp Boro. Sau khi được phó tướng của hắn khám nghiệm xong, Lúc cũng được dẫn vào đặc khu tự trị mà Boro đang xây dựng. Không ngờ khi đi xem một trận đấu vật, Lúc đã phải thốt lên hai từ vãi đạn vì nhìn thấy con gái của mình cũng đang ở đó. Đến nước này, Barry đành nói ra sự thật Emma, con gái Lúc, cũng là đặc vụ chìm của CIA vì thân phận của cô nàng đã bị lộ. 4 giờ sáng cô sẽ bị tay sai của Boro vạch mặt khi hắn hạ cánh đến đây nên Barry mới phải sắp xếp kế hoạch này, dụ Lúc đến giải cứu Emma và cùng nhau đánh cắp vũ khí bí mật. Boro vẫn tin rằng Lúc là bạn thân của bố mình nên rất tôn trọng ông, còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chào đón Lúc. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Boro đã bắn chết một kẻ bị nghi là đã biển thủ tiền hàng của tổ chức. Đây là kết quả cho việc phản bội lại gia đình. Giữa lúc diễn ra buổi tiệc, Lúc được một đặc vụ chìm khác đưa cho một mẫu giấy báo về địa điểm hạ cánh của Troy. Rạng sáng hôm đó, tay sai của Boro trên đường đi đón Troy thì gặp phải xác một con bò. Nó chắn ngang đường đi nên họ phải dừng lại để di chuyển cái xác sang một bên. Bất chợt Emma nấp trong bụng con bò thò dao ra liên tục đâm vào một tên. Tên còn lại cũng bị Lúc cắt tiết. Sau khi hạ hết hai tên tay sai, Lúc và Emma chở cái xác đến đón Troy. Trên đường đi đến cánh đồng, hai bố con chỉ mải cãi nhau về lý do bố và mẹ ly dị. Lúc này Troy nhìn thấy xe của đồng bọn nên đứng vẫy vẫy tay nhưng không ngờ lại bị tông trúng. Chưa kịp hoàn hồn thì bị Lúc lùi xe lại cán thêm phát nữa hẹo ngay tại chỗ. Giết người chưa bao giờ đơn giản đến thế. Giải quyết xong rắc rối thứ nhất, Emma sẽ an toàn vì không bị Troy vạch mặt thân phận CIA. Cả hai mang ba cái xác ném xuống sông rồi quay trở về căn cứ. Tại căn chòi của Emma, cô cùng bố xem bản đồ về vị trí giấu món vũ khí bí mật. Sau đó cho ông ấy xem số vũ khí mà cô đã giấu được trong thời gian hoạt động tại tổ chức của Bori. Thay vì bàn kế hoạch cụ thể cho phi vụ cướp vũ khí bí mật, Lúc chỉ lo mắng con gái vì phát hiện cô uống rượu hút thuốc, còn mắng vì cô tiêu tiền phung phí mua son đắt tiền. Nào ngờ được đó là thỏi son biết dung của con gái. Cũng chính vì sự quan tâm thái quá của Lúc nên hai bố con không ngừng cãi nhau. Vừa hay lúc này Boro cùng đồng bọn kéo đến tìm Lúc. Hắn ta nghi ngờ vì đúng ra giờ này Troy đã phải có mặt ở đây. Song hiện giờ hắn lại mất tích cùng số tiền đặt cọc lô hàng. Thông thường khi có rắc rối thì người mới đến sẽ trở thành tâm điểm của sự nghi ngờ. Đang tra hỏi Lúc thì phía bên kia vang lên những âm thanh la hét. Họ kéo đến xem thì phát hiện xác của Troy đang trôi dưới dòng sông. Không còn nghi ngờ gì nữa, Boro lập tức cho người truy nã mang thủ cấp của Lúc về. Còn Lúc đã nhanh chóng đưa Emma 36 kế chạy là thượng sách. Anh gửi tọa độ gọi điện cầu cứu Barry. Sau đó tập hợp các đặc vụ chìm khác nấp ngoài kho chứa vũ khí bí mật, chờ đợi toang lính gác bỏ đi. Lúc âm thầm đột nhập vào trong chim én chiếc cặp vũ khí đi mất. Ra đến bên ngoài họ bị tay sai của Boro bám đuôi. Emma cầm lái thì bị Lúc lải nhải rung lắc quá không thể ngắm bắn được. Vì vậy Lúc liều mạng nhảy sang xe địch áp sát đối thủ. Không ngờ lúc này súng lại hết đạn. Lúc đành đi đường quyền và khiến quân địch mất lái đâm xe vào gốc cây.
Hạ xong phe cánh tội phạm, hai bố con lái xe đến một cánh đồng thì bị một đoàn xe Jeep bao vây. Boro cùng thuộc hạ của hắn xuất hiện bắt một đứa trẻ làm con tin. Đến giờ phút này hắn cũng không thể nào tin nổi, người mà bao lâu nay hắn tin tưởng nhất và là bạn thân của người cha quá cố lại chính là người tiễn cha hắn về nơi suối vàng. Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, từ trên trời xuất hiện vài ba chiếc trực thăng bắn tỉa của đặc vụ CIA đến yểm trợ lúc. Chẳng mấy chốc đã khiến đội quân của Boro tan đàn xẻ nghé. 24 giờ sau cấp trên lại đề xuất một nhiệm vụ mới yêu cầu hai bố con Emma và Lúc cùng nhau xử lý vụ của Boro. Vì lãnh địa đã bị bại lộ nên hắn nhất định sẽ tẩu tán lô vũ khí hạt nhân ra khỏi đó. Tuy nhiên do bố con Lúc không hợp nhau cứ như chó với mèo nên cấp trên đành sắp xếp cho hai người gặp gỡ một nhà phân tích tâm lý trị liệu. Sau khi cầm bài phân tích trên tay Lúc chỉ nhìn sơ qua chưa được 3 giây rồi nhanh chóng đáp nó vào sọt rác để tiện cho quá trình trị liệu. Nhà phân tích bắt buộc hai bố con mỗi người phải mặc một chiếc áo chuyên biệt, bình thường thì nó đẩy nhau do cùng cực. Nhưng khi được bật nút công tắc nó bắt đầu nảy sinh ra một luồng điện trái dấu hút hai người lại gần nhau. Bài tập bắt buộc họ phải giữ nguyên tư thế nhìn vào mắt đối phương trong vòng 10 phút. Nếu vượt qua mới được ký tên xác nhận đã thông qua bài tập, nhưng với tính cách ngang tàn của Lúc thì chỉ cần 30 giây thôi là quá đủ. Sau khi biết tin vợ cũ của mình đang hẹn hò với một gã đàn ông, Lúc nhanh chóng yêu cầu Barry hack vào hệ thống máy tính của tình địch. Theo dõi mọi hoạt động và kế hoạch của hắn ta, nghe đâu tối hôm nay hắn sẽ đến nhà vợ cũ ăn tối, vì vậy Lúc cùng Barry đã viện lý do sang mượn máy cưa bàn để phá bĩnh. Tuy nhiên người vợ sớm nhận ra kế hoạch của Lúc nên nhanh chóng mời ông rời khỏi nhà, Lúc đành ra về với chiếc máy cưa kèm theo hai chiếc sừng cao như sừng tuần lộc. Hôm sau ông nhận được thông báo từ cấp trên, nguồn tin bí mật nói rằng đã phát hiện cánh tay phải của Boro là Ken đang vận chuyển một chất thải hạt nhân đến một kho chứa dài hạn bằng đường sắt. Bà phân công nhóm hai bố con Lúc cùng các đồng đội CIA nhanh chóng ngăn chặn âm mưu này. Trên tàu mỗi người đều được sắp xếp một thân phận khác nhau nhằm đóng giả làm hành khách. Emma vào vai một sinh viên còn Lúc được bố trí ngồi cạnh cô ấy. Qua quá trình quan sát xung quanh, Emma nghi ngờ một gã đàn ông đang ăn bánh kẹp có thể là Ken đồng bọn của Boro. Thế nhưng Lúc lại phản bác rằng điều này là không có cơ sở. Hai người còn lại xâm nhập vào phòng điều khiển giới thiệu là thanh tra Bộ Ngoại giao đến quan sát và báo cáo tình hình cho chính phủ. Ở nhà Barry thông qua máy tính hỗ trợ vừa phải giúp Lúc theo dõi nhất cử nhất động của tình địch. Tàu vừa lăn bánh chưa được bao lâu đã bị trực thăng tấn công. Emma bất chợt nhìn lại thì gã ăn bánh kẹp cũng đã biến mất từ bao giờ. Lúc lên nóc tàu phát hiện hắn đang cố thông một chiếc ống dài từ trực thăng xuống tàu. Không cần chờ lệnh từ cấp trên Lúc nhanh tay bắn một phát tiễn hắn về miền cực lạc. Qua đó họ đã biết được đồng bọn của Boro định bơm chất thải phóng xạ ra ngoài môi trường. Nếu bắn hạ trực thăng lúc này chất thải sẽ vung vãi khắp nơi. Điều đó sẽ khiến đất nhiễm độc gây ra nạn đói làm chết hàng triệu người. Không thể ngăn ống thì phải khiến chúng tự rút ống về. Barry đề xuất phương án tăng tốc độ tàu. Nếu tàu chạy nhanh hơn thì trực thăng phải tách ra. Hai bố con Emma vào buồng lái đề nghị người lái tàu tăng tốc độ. Vì từ chối nên ông ta đã bị bố con họ xử đẹp. Xui thay màn đánh nhau vừa rồi lại khiến nút tăng tốc bị hỏng. Không lẽ đến đây mà đạo diễn bắt họ rơi vào ngõ cụt hay sao? May thay con tàu này được chạy bằng nam châm siêu lạnh. Chỉ còn cách giảm nhiệt độ tàu xuống khi nam châm càng lạnh thì tàu sẽ chạy càng nhanh. Lúc này cựu đặc vụ đang chờ đợi sự tính toán của Barry, xem phải mở bao nhiêu van lạnh để tăng tốc độ tàu mà vẫn giữ an toàn cho mọi người. Bất chợt Emma nhận được điện thoại từ mẹ, bà hỏi thăm xem chuyến công tác của cô có ổn không. Lúc nghe Emma gửi lời chào đến bạn trai của mẹ liền nổi máu ghen. Yêu cầu Barry kiểm tra xem hắn ta lúc này đang làm gì. Phía bên kia Barry quan sát qua máy tính thì phát hiện một lọ Viagra đang đặt trên bàn. Anh buộc miệng nói bốn khiến Lúc nhanh tay mở ra bốn van lạnh. Quả nhiên con tàu đã chạy với một vận tốc chóng mặt khiến nó sớm tách khỏi chiếc trực thăng. Có điều lúc này Barry mới hốt hoảng đính chính lại bốn ở đây là tình địch của Lúc đã uống bốn viên Viagra, không phải yêu cầu mở bốn van lạnh. Việc mở quá nhiều van khiến nam châm lạnh một cách đột ngột, con tàu cũng chạy với vận tốc bàn thờ không thể kiểm soát. Các chuyên gia nhận định khi nó đến ga mọi người trên tàu và một nửa dân số ở thị trấn sẽ hẹo. Đồng đội nhanh trí chúc mừng Lúc vừa tạo ra quả bom bẩn nhất thế giới. Còn tôi thì thấy đây chính là ông bố báo nhất hệ mặt trời. Barry phải uống một viên thuốc trợ tim mới đủ tinh thần chống chọi trong tình huống này. Sau những hồi tranh cãi gây cấn cuối cùng họ cũng tìm ra được phương án khắc phục hậu quả. Nếu làm lạnh nam châm khiến tàu chạy nhanh thì giờ chỉ cần làm cho nam châm ấm lên thì tàu sẽ giảm tốc độ chậm lại. Và cặn hạt nhân từ chiếc vòi chính là thứ nguyên liệu chính trong kế hoạch này. Theo như dự kiện Emma sẽ phải mở cửa sổ dẫn ra khoang bồn lấy ống bơm vào nam châm. Nhưng lúc lại sợ con gái sẽ bị gió thổi bay vì tàu đang chạy quá nhanh. Sau một lúc đấu võ mồm thua con gái, Lúc đành lấy ra hai chiếc áo nam châm, chỉ cần mặc nó trên người khi di chuyển sát nhau sẽ không sợ con gái bay mất. Không ngờ ông bố này lại đáo để đến thế, Emma leo lên nóc tàu còn Lúc thì bò theo sát bên trong. Cô ấy đi đến đâu là Lúc bò theo đến đó, chỉ cần giữ được an toàn cho con gái không bị gió thổi bay. Tuy nhiên khoảng cách giữa cô và chiếc vòi vẫn còn thiếu một khoảng, muốn với tới nó Lúc buộc phải chấp nhận mạo hiểm thả con gái mình ra.
Khi đó Emma sẽ nhảy sang chộp lấy sợi dây. Ông bố khá do dự vì khi còn nhỏ ông từng chụp hụt con gái một lần để cô ngã gãy xương, nhưng lần này nếu không sớm đưa ra quyết định thì cả con tàu này đều sẽ hẹo. Vì vậy lúc không còn cách nào khác chấp nhận bấm nút chuyển đổi cục nam châm để tách khỏi Emma, cô lao tới tóm lấy sợi dây và được bố dùng chiếc áo nam châm giữ lại. Hai bố con kéo ống xả về buồng lái rồi nối vào van nhiên liệu, vừa bật nút bơm vận tốc đoàn tàu đã chậm dần lại, kế hoạch thành công và hậu quả cũng đã được khắc phục. Trong khi đó, Boro bắt được một tên gián điệp phản bội lại tổ chức và buộc kẻ phản bội phải khai ra sự thật về thân phận của Finn. Có được hai manh mối, một là cô gái tên Emma và hai là đàn violon, Boro lập tức phát lệnh thưởng $1,000,000 cho ai bắt được Finn và Emma. Một thời gian sau khi im hơi lặng tiếng, phía đặc vụ CIA triệu tập một cuộc họp khẩn cấp bàn về những hành động của Boro. Chúng đã bắt cóc tiến sĩ Novak. Chủ biên bài báo vạch ra một quá trình để trích xuất và biến chất thải hạt nhân thành vật liệu hạt nhân, người được chính phủ liệt vào dạng tài sản quốc gia. Ban đầu ông ấy được chuyển đến nhà ở chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt. Cả khu nhà không được kết nối ra ngoài, không điện thoại, không wifi. Chỉ duy nhất một ứng dụng điệp viên có thể hút dữ liệu từ bất cứ ổ cứng nào ở gần được ngụy trang bằng trò chơi nổi tiếng. Không có cách nào để đột nhập được vào trong đó, chỉ có thể nhờ người sống ở đó mời vào. Và mục tiêu nhắm đến là Nika, người phụ trách cho tiến sĩ và cũng sinh sống trong tòa nhà chính phủ. Vì mục tiêu có vẻ là nữ nên cấp trên đã cử Andon, chuyên gia tán gái, đảm nhận trọng trách đột nhập vào tòa nhà. Nhờ tiến sĩ Carlos Pfeffer của đội CIA, họ cũng có được các thông tin từ thiết yếu đến quan trọng của Nika. Nghe đâu cô ấy thường lui tới quán bar sau giờ làm việc nên nhóm điệp viên nhanh chóng mai phục sẵn ở đó. Bên ngoài Luke và Ru chờ đợi tùy cơ ứng biến, bên trong Andon và Emma mỗi người ngồi một góc đoán xem mục tiêu là ai, nhìn thấy một cô nàng nóng bỏng vừa bước vào. Andon lập tức hứng khởi quất cờ truy phong, nào ngờ nghe gọi tên cô ta không phải Nika nên anh đành quay về vị trí cũ. Đến khi một người đàn ông bước vào và được mọi người gọi là Nika, lúc này cả đội điệp viên đều tá hỏa vì không ngờ mục tiêu lại là giống đực. Andon đành bàn giao trọng trách này lại cho Emma xử lý, chắc chắn chiêu mỹ nhân kế của cô sẽ dụ được gã Nika kia, thế nhưng lúc lại nổi đóa lên vì không muốn mang con gái ra làm mồi nhử. Quy định của CIA là không thể ngừng nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng. Do đó lúc đành miễn cưỡng đứng nhìn con gái dấn thân vào việc dùng mỹ nhân kế để một gã đàn ông lạ mặt đưa về nhà. Andon giúp đỡ Emma một cách nhiệt tình, đưa chiếc áo sơ mi anh đang mặc cho Emma thay, phong cách nữ công sở gợi cảm với hàng cúc trên cài hờ hững sẽ khiến Nika chết mê chết mệt. Quả nhiên khi vừa tiếp cận mục tiêu, cô đã lấy được thông tin về nơi mà hắn đang sinh sống. Lúc cùng Ru lần theo vị trí tìm đến khu biệt phủ bí mật và quan sát tình hình, lính gác cổng còn được trang bị súng HK416. Với tốc độ bắn lý thuyết từ 700 đến 900 viên phút chỉ cần rơi vào tầm ngắm chắc chắn mục tiêu sẽ nát như tương, do đó họ cần phải chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận. Lúc phân công cho Ru đột nhập vào bệnh xá bên cạnh, lấy lý do bị tiêu hóa phọt của mứt ra khỏi quần để được ưu tiên gặp bác sĩ, vào trong cô nhanh chóng rút ra khẩu súng uy hiếp bác sĩ. Một là tự tiêm thuốc ngủ, hai là viên đạn sẽ ghim vào sọ ông. Bác sĩ sợ hãi dĩ nhiên sẽ chọn phương án thứ nhất, tự lấy thuốc ra tiêm rồi chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia tại quán bar, Emma đang cưa cẩm Nika thì có một nhóm thanh niên đến quấy rối. Andon xuất hiện vừa làm đổ rượu để tách chúng ra nhưng chúng lại mượn cớ sinh sự. Vì giải vây cho Emma nên Andon đành làm anh hùng cứu mỹ nhân, hai tay đánh giặc cầm chân chúng để cô cùng Nika thoát ra ngoài. Quả đúng như dự kiến, Emma được Nika đưa đến biệt phủ nơi hắn cùng tiến sĩ từng sinh sống. Vừa vào trong, thiết bị liên lạc của Emma đã bị phá sóng mất liên lạc. Do đó lúc đã đề nghị Ru dùng súng bắn chiếc camera quan sát vào cột cờ trước phòng của Nika. Rất nhanh họ đã quan sát được diễn biến bên trong căn phòng. Nhân lúc Nika không để ý, Emma tranh thủ dùng ứng dụng trò chơi lấy dữ liệu từ laptop của Nika, nhưng sau đó vì đường truyền bị ngắt kết nối nên cô không thể gửi dữ liệu về máy chủ của Barry. Theo Tina, nhân viên lập trình của CIA, khu biệt phủ này hiện đang bị một chiếc lồng Faraday bảo vệ, do đó mọi sóng liên lạc đều rơi vào tình trạng trong bất xuất ngoại bất nhập. Nếu muốn truyền dữ liệu ra bên ngoài chỉ còn cách duy nhất là làm yếu lồng Faraday, một vật quan trọng như vậy chắc chắn sẽ được thiết kế hàng rào báo động. Thế nên họ không thể trực tiếp phá rỡ nó được. Suy đoán một lúc, Tina đã tìm ra được con đường vẹn toàn nhất, vì lồng Faraday cần một lượng điện năng cực lớn để duy trì. Vì vậy nó không thể dùng chung điện với tòa nhà này được. Theo bản đồ, họ phát hiện dưới lòng đất được trang bị một mạch điện rất có thể là nguồn năng lượng để duy trì lồng Faraday. Lúc nhanh chóng cùng Ru đào lỗ dây điện, chỉ cần giảm nguồn điện năng thì rào chắn dữ liệu cũng sẽ bị yếu đi. Trong khi đó, Emma lại bất cẩn để rơi điện thoại và bị Nika phát hiện. Nhìn thấy hình cô chụp cùng một gã đàn ông, hắn tỏ vẻ nghi ngờ nên cô liền chống chế đó là người anh bị thiểu năng mà cô rất yêu thương. Để tránh gây thêm căng thẳng, Emma viện cớ vào nhà vệ sinh, Nika bên ngoài dùng điện thoại của Emma chơi game điện tử, lúc đào sợi dây điện lên xong lại không nỡ bỏ xuống. Ông dùng tay không cầm chặt sợi anten để làm yếu lồng Faraday, điều đó đồng nghĩa với việc có hàng ngàn watt đang chạy qua bàn tay lúc. Nhưng nếu bỏ ra nó sẽ gây báo động khiến con gái ông gặp nguy hiểm, thế nên lúc vẫn cố đấm ăn xôi cầm sợi dây anten đến nỗi xung quanh đã bốc lên mùi thịt nướng.
Trong khi đó, Nika đã chơi đến màn 7 của ứng dụng Điệp Viên. Chỉ cần trò chơi kết thúc thì nó sẽ hiện toàn bộ dữ liệu lên màn hình. Lúc này, thiết bị liên lạc của Emma đã hoạt động. Và Anon đề xuất với cô một cách giải quyết, đó chính là phải gây đứng hình với Nika. Phía bên này lúc bắt đầu thắc mắc gây đứng hình là như thế nào thì được Du đưa cho xem hình ảnh của Emma. Con bé táo bạo cởi hết từ trên xuống dưới khiến Nika ném chiếc điện thoại xuống đất. Dữ liệu cũng đã được tải về máy chủ của CIA, còn bài báo hạt nhân có thể được cất ở két sắt trong phòng. Nghe đến đây, Emma đột nhiên cắt hết mọi liên lạc với đồng đội. Cô hy sinh thân mình vì nhiệm vụ nướng khoai cùng Nika, đợi hắn ngủ say rồi đốt két sắt lấy ra bài báo của tiến sĩ Nova. Tuy nhiên, Nika đã tỉnh dậy và dùng một khẩu súng lục chĩa về phía Emma. Cô nàng lúc này không mảy may lo sợ, trái lại còn tự tin dùng lời lẽ đe dọa khiến Nika sợ run vòi không dám nổ súng. Cô thông thả mặc quần áo vào rồi rời khỏi đó với bài báo trong tay. Lúc lái xe đến tận nơi đón con gái, hạ hết lính gác và giàn cảnh như một vụ cướp. Sau nhiệm vụ này, lúc bắt đầu tự hào về con gái, cô có thể thoát khỏi Nika dù súng đang chĩa vào đầu không khác gì một đặc vụ chuyên nghiệp. Trở về nhà, cô bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ bạn trai. Carter, anh ấy mua tặng cô một cây violon trị giá hàng chục triệu đô cùng một chiếc nhẫn quấn dây đàn. Đứng trước tấm chân tình đó, cả tôi cũng khó mà từ chối, chứ đừng nói gì đến Emma. Cô gật đầu đồng ý khiến Luke không nói nên lời. Lễ đính hôn đơn giản được diễn ra tại nhà của Emma. Các đặc vụ CIA cũng đến tham dự rất đông vui. Chỉ có điều khi Andon giáp mặt Carter thì có điều gì đó khá bất ổn. Người già dặn như Luke lập tức nhận ra ngay đây chính là hình ảnh của ông ngày xưa khi gặp tình địch. Nếu đoán không lầm, chắc chắn Andon cũng đã có tình ý với Emma. Nghe tin mẹ con bé vừa nghỉ việc, Luke nhân cơ hội này mời vợ cũ đến làm việc tại phòng tập gym của ông. Công việc đơn giản chỉ quản lý điện thoại và sổ sách linh tinh. Vì tiệm ế mốc meo thì lấy đâu ra nhiều việc để làm. Cuộc họp CIA lại diễn ra, cấp trên phổ biến thông tin cho các đặc vụ về vấn đề mà Boro đang mắc phải. Để biến chất thải hạt nhân thành bom, hắn cần có một chất MNA, mà đây lại là một chất rất hiếm và được quản lý chặt chẽ. Kế hoạch lần này sẽ là mang chất MNA ra làm mồi nhử Boro xuất đầu lộ diện, và Dan là người thích hợp nhất để tham gia chiến dịch. Nghe đến cái tên này, Ru đã gay gắt phản đối, bởi cô từng bị hắn bắn đứt ngón chân cái, hiện hắn đang bị bắt và giam trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là phương án duy nhất nên cấp trên đề nghị trước mắt phải cứu hắn ra. Do mỗi buổi sáng đều có sĩ quan đến nhà tù điểm danh nên cần có một người hy sinh ở lại nhà tù thay thế. Barry vì muốn chứng minh mình mạnh mẽ và có sức hút để gây chú ý với Tina nên đã tự nguyện tham gia. Lúc lên máy bay nhìn thấy độ cao chót vót, Barry chợt đổi ý muốn rút lui khỏi kế hoạch. Emma và Luke bất chấp cột dây dù vào Barry rồi đẩy anh ta ra khỏi máy bay. Luke theo sau yểm trợ để cả hai hạ cánh một cách an toàn xuống nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ. Luke phá lỗ thông hơi cho Barry nhảy xuống. Sau hai cú ngã cuối cùng, anh cũng đã tới được vị trí phòng giam của Dan. Sau khi dùng một chất dẻo trắng đục như sữa dính vào tường, Barry xịt thêm ít chất lỏng vào khiến bức tường sủi bọt. Từ đó anh dễ dàng tháo dỡ viên gạch ra và giúp đưa Dan rời khỏi phòng giam. Lúc chờ đợi đưa Dan lên máy bay rồi nhanh chóng đoàn tụ cùng đồng đội ở Hy Lạp. Ông đề xuất với Dan rằng chỉ cần vụ này thành công tốt đẹp, đổi lại Dan sẽ được tự do và được gặp lại đứa con trai mà anh chưa từng gặp. Còn Barry thì ở lại nhà giam thay thế cho Dan để tránh bị lính gác nghi ngờ. Tại nhà bí mật của CIA ở Hy Lạp, mọi người tập họp lại và chuẩn bị những thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ sắp tới. Dan để lại lời nhắn cho Boro và nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ hắn. Với thân phận từng là một tên buôn lậu vũ khí có tiếng tăm trong ngành, Dan dễ dàng tiếp cận với Boro nhằm chào một lô hàng MNA với giá 5 triệu đô. Khi hai bên đã thỏa thuận thời gian và địa điểm giao dịch đâu vào đó, lúc cùng Emma tiến hành việc đưa lô hàng lên xe tải cho khâu vận chuyển, nào ngờ hai người lại tiếp tục cãi nhau về việc kết hôn của Emma. Lúc cho rằng Carter là người tốt nhưng không phải là người thích hợp để kết hôn cùng con gái ông. Hai bên tranh cãi một lúc rồi không cẩn thận để bọn trộm leo lên buồng lái cướp chiếc xe và cả lô hàng đi ngay trước mắt. Lúc cùng Emma lập tức quay về căn cứ để bàn xem biện pháp đối phó với vụ bê bối này. Nếu không có lô hàng chắc chắn không thể đến gặp Boro. Còn việc kéo dài thời gian sẽ chỉ khiến Barry gặp nguy hiểm vì có thể bị lính gác Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện bất cứ lúc nào. Vậy thì chỉ còn cách lật kèo lại với Dan và đưa hắn trở về nhà tù, và Andon sẽ đóng giả làm tay sai của Dan hòng qua mặt Boro trong chuyến giao dịch. Nào ngờ cuộc thảo luận của họ đã để Dan nghe thấy được. Chỉ ít lâu sau khi họ vào phòng kiểm tra thì Dan đã bỏ trốn ra khỏi cửa sổ. Lúc này cả nhóm bắt đầu nháo nhào lên chia ra thành hai hướng. Emma và Luke đi tìm chiếc xe chở nguyên liệu hạt nhân, còn Ru và Andon đi tìm Dan nhằm đưa hắn vào nhà tù hoán đổi vị trí với Barry. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì bất chợt Dan vì cảm thấy cứt rắn à không cắn dứt lương tâm nên lại quay về. Từ đó Ru đưa Dan vào lại nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng chưa kịp vào trong thì Barry đã chạm mặt lính canh. Anh chàng IT chân yếu tay mềm dùng hết 101% sức đàn ông chống chọi đập hắn vỡ alo. Khi mọi chuyện kết thúc cũng là lúc Dan vừa vào đến nơi. Hai bố con Emma nhờ cấp trên truy vết ra chiếc xe bị cướp và nhanh chóng xâm nhập vào một nhà kho. Lợi dụng băng cướp không chú ý, cả hai bất ngờ đột kích nã súng bắn còn hơn cả phim trường. Trước đó lúc còn dặn dò con gái hãy nấp sau lưng để bố bảo vệ,
Nhưng giờ khi nhìn cô ấy lâm trận mới thấy được cô còn hăng máu hơn cả ông, chẳng mấy chốc băng cướp đều bị quét sạch. Hai bố con lấy được lô hàng cấm và vô tình vớ được một gã mồm lông có ngoại hình khá giống Đen, họ nảy ra ý định có thể dùng hắn để lừa Boro thực hiện cuộc giao dịch. Sáng hôm sau, gã mồm lông được đưa đến tham dự cuộc giao dịch với ông trùm buôn lậu khét tiếng Boro, để tránh bị nghi ngờ Boro phải đứng từ xa và sử dụng dấu tay bắn súng để lấy lòng tin. Tuy nhiên do đang bị mất máu nên gã có vài biểu hiện khác thường, khi Boro kiểm tra thùng hóa chất hắn đã nhận ra và kịp thời né tránh vụ nổ. Andon cởi áo ra chơi khô máu với tên tay sai của Boro, còn hắn thì do sự việc ập đến quá bất ngờ nên không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy. Màn solo của Andon sớm bị lật tình thế khi tên tay sai ấy vật anh xuống và suýt cho anh ăn đạn, súng chưa kịp bóp cò thì hắn ta đột nhiên ngã xuống. Tư thế ngã không mấy đẹp đẽ gì, nguyên con họa mi 7 ngày chưa tắm đè lên mặt khiến Andon suýt ói vì mùi ammoniac. Andon ngồi dậy nhìn thì phát hiện một hung thủ kết liễu tên tay sai ấy và cũng là ân nhân cứu mạng anh chính là Diana, người tình cũ và cũng từng là đồng nghiệp của anh. So với sự chầy da chóc vẩy của Andon thì bố con Luke và Emma đuổi theo Boro dễ dàng hơn nhiều. Hắn chỉ việc chạy nhiều quá kiệt sức nên đột ngột lăn ra xỉu. Cũng may tác dụng phụ của thuốc mê đã ngấm kịp thời. Nhiệm vụ bắt giữ ông trùm buôn lậu vũ khí hạt nhân đã hoàn thành. Lúc về nhà thì nhận được tin giữ cô cháu gái vừa phát hiện bị ung thư cần phải ghép tủy sớm. Cả nhà ai nấy cũng đều lo lắng và buồn bã. Vì việc tìm được người hiến tủy sẽ rất khó khăn. Do đứa cháu Romy này là con riêng của con dâu Lúc, nên giữa lúc bần cùng nhất ông đã tìm đến bố ruột của Romy để cầu xin hắn đồng ý hiến tủy cứu con bé. Tuy nhiên do là gã đồi bại chơi song song nên cai nhất quyết không đồng ý, hắn chỉ hiến tinh trùng thôi và không muốn có bất kỳ trách nhiệm gì mà còn đổ thừa do áo mưa bị thủng. Barry có mặt kịp thời mang que ống hút cai đang uống về xét nghiệm xem có đủ điều kiện hiến tủy không. Vì con bé mà khắp trụ sở CIA cũng được kêu gọi nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được người có tủy phù hợp. Trong khi đó, theo lý thuyết Boro hiện đang quá cảnh nên có thể giam giữ hắn vô thời hạn. Hắn nắm giữ lượng thông tin lớn về mua bán vũ khí lậu và nhiệm vụ của mọi người là phải làm mọi cách để khai thác nguồn thông tin này. Mọi người đều đồng tình với Emma rằng phải sử dụng kỹ thuật thẩm vấn nâng cao. Và cuối cùng họ đã nhờ đến Carson, một ông lão điệp vụ thích dùng bạo lực sẵn sàng đá vào bi bất kỳ ai dám không nghe lời. Cuộc họp đang diễn ra thì lúc nhận được tin nhắn của vợ, ông lập tức rời khỏi trụ sở để về lo việc gia đình. Kai đã đồng ý hiến tủy nhưng hắn lại đòi số tiền bồi dưỡng lên đến 150.000 đô. Vì muốn lấy lòng vợ nên lúc đã lấy lại viên kim cương thô mà ông từng cho cháu gái và dùng nó để mua chuộc thằng cha khốn nạn. Đang lúc căng thẳng vì bệnh tình của cháu mà người yêu lại không giúp được gì, Emma nổi điên lên trước sự vô tri đó của Carter và giận dỗi bỏ đi. Lúc hẹn gặp Kai đưa ra viên kim cương trị giá 300.000 đô, gấp đôi số tiền hắn mong muốn chỉ với một yêu cầu, đồng ý hiến tủy cho cô con gái bé nhỏ mà hắn đã bỏ rơi từ trong trứng nước. Để đảm bảo an toàn, ông đã nhờ Barry âm thầm gắn máy theo dõi lên xe của Kai. Nếu chẳng may hắn có quất ngựa truy phong một lần nữa cũng có cách đối phó. Carson đang chuẩn bị một loại cực hình đối với Kai thì bị cấp trên yêu cầu dừng tay lại bởi phía OFAC đã có lệnh dẫn độ buộc họ phải trả Boro trong 48 giờ tới. Lý do là 4 năm trước Boro từng cung cấp chất nổ cho Châu Phi giải quyết những vụ tham nhũng và khủng bố, nên nếu Châu Phi không truy cứu tội trạng lần này hắn sẽ được tự do. Tương kế tự kế theo đó, Lúc quyết định lợi dụng điều này để ra điều kiện với Boro, hứa sẽ thả hắn ra nếu hắn chịu hợp tác khai báo về đường dây buôn lậu vũ khí. Tối đó, các đặc vụ đưa Boro đến một địa điểm kín đáo rồi quay một đoạn clip, chỉ cần đăng nó lên các trang web đen. Không ngờ điều này lại báo động cho đội SEAL biết nguồn tin xác nhận được vị trí nguyên liệu hạt nhân. Rất nhanh sau đó, đội SEAL đã tấn công vào nơi CIA ẩn nấp. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ nên họ không kịp trở tay gây lủng đội hình. Lúc này họ đành bất lực nhìn Boro và chiếc vali chứa nguyên liệu hạt nhân bị đội SEAL mang đi. Hóa ra Boro đã cố tình sắp đặt mọi thứ, mượn tay CIA lập nên kế hoạch này để bị bắt và lấy lại vũ khí. Tất cả IP của khách mua vũ khí lậu trên trang web đen đều do kênh tay sai của hắn làm giả. Phía bên này do lúc đã hủy kèo nên Emma đành nhờ thiết bị định vị tìm đến tận nơi, dùng biện pháp mạnh để lôi hắn đến phòng tập gym chuẩn bị cho một hình thức tra tấn dã man. Không ngờ cảnh này lại bị hai tên chủ phòng gym đối thủ của lúc nhìn thấy. Chúng đậu xe ở ngoài định vào trong trộm báo cáo doanh thu và quay lại được đoạn clip vô cùng thú vị này. Bên trong, Carson mang bộ đồ nghề xịn sò đến để vui đùa cùng Kai. Hắn bị cởi quần ra phẫu thuật rồi nhanh chóng bị đưa vào bệnh viện. Nhân cơ hội này, gia đình họ đã yêu cầu các bác sĩ thực hiện ca ghép tủy cho Romy. Cuối cùng con bé cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm. Trong lúc vui sướng và hạnh phúc, Emma chợt thấy cảm kích Andon và đã dành cho anh một nụ hôn kiểu Pháp. Hai người cùng nhau đến bệnh viện thăm Romy. Carter lại có trực giác chẳng lành, anh nghi ngờ trên đầu mình vừa cao thêm được vài centimet. Không những tại bệnh viện mà vào đến trụ sở, cô và Andon cũng không thể kiềm chế được cảm xúc. Tuy nhiên thái độ lộ liễu của họ đã nhanh chóng bị Luke nhìn ra. Lúc này nguồn tin cho biết kênh cánh tay phải của Boro sắp có mặt trong một sòng bài khép kín của giới tài phiệt. Do Barry và Tina chưa bị lộ thân phận nên họ sẽ giả dạng một cặp đôi nhà giàu có máu đỏ đen đến đó tiếp cận kênh. Đang bàn kế hoạch thì Luke chợt nhận được tin nhắn của vợ.
Ông lập tức bỏ việc chạy về nhà xem tình hình. Hóa ra bà đã nhận được đoạn clip của hai gã đối thủ. Kèm theo việc phát hiện ra phòng gym bao lâu nay làm giả doanh thu, Luke đành nói thật tất cả là do Barry nợ nần cờ bạc, nên giờ anh phải cày lưng ra trả nợ. Âu cũng chỉ vì muốn bao che cho thằng bạn có lớn mà không có khôn như Barry. Màn chém gió thuyết phục khiến người vợ tin như điếu đổ, sẵn sàng xà vào lưới tình của Luke mà không hề nghĩ ngợi. Cuối cùng mục tiêu chinh phục vợ đã thành công mỹ mãn, cái lò nướng và củ khoai sau bao ngày đóng rêu cũng được kích hoạt trở lại. Phía CIA cung cấp cho Barry và Tina một chiếc máy xào bài tự động ngừa gian lận và họ sẽ dùng nó để gian lận nhằm giữ chân kênh càng lâu càng tốt. Ru cùng Andon Emma đột nhập vào dinh thự của cặp đôi nhà giàu, mỗi người một phía cho hai cụ già chủ nhà sơi phi tiêu. Mục đích là để họ không thể đến được sòng bạc. Trong lúc đi khám phá xung quanh căn nhà, Emma và Ru cãi nhau vô tình làm sổng mất hai ông bà cụ. Họ chạy vào kho dùng súng bắn vào điều khiển cửa khiến cánh cửa bị chập điện sập xuống. Kết quả 6 người bị nhốt trong căn phòng chật chội thiếu oxy và nóng bức. Theo lời chủ nhà thì căn hầm này có từ thời chiến tranh. Điều đó khiến Luke liên tưởng đến vụ bê bối Y2K nhiều năm trước. Có thể chiếc máy tính này cũng bị lỗi tương tự. Cả nhóm bắt đầu tìm đủ mọi cách để tăng tốc máy tính quay về lại năm 2000. Biết đâu chiếc máy tính này tích hợp cả việc điều khiển cánh cửa căn hầm. Phía bên này Barry và Tina thay thế cặp đôi chủ nhà đến sòng bạc. Nhờ vào hóa trang thân phận họ dễ dàng được nhân viên cho vào cửa. Vừa vào họ đã bắt đầu hành trình gian lận. Thông qua cặp kính trên mắt phía CIA hoàn toàn có thể nhìn thấy bài của những người chơi xung quanh. Sau đó sẽ hướng dẫn cách đánh bài để khiến Kane giành chiến thắng. Có vậy hắn mới ở lại chơi đến khi họ sao lưu xong toàn bộ dữ liệu về. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn thuận lợi cho đến khi Boro xuất hiện. CIA lập tức đưa lệnh xuống yêu cầu phải thủ tiêu hắn ta. Tina mượn cớ vào trong pha rượu cho mọi người. Nào ngờ bên ngoài có một kẻ tự xưng là SVA đến gặp Boro. Hắn đề nghị trao đổi chiếc cặp chứa vũ khí hạt nhân để hắn ôm hết lô vũ khí, đổi lại hắn sẽ giúp Boro sớm bắt được kẻ thù giết cha. Phía trong sòng bạc do mọi người bất cẩn làm đổ rượu nên chiếc máy chia bài bị chạm mạch, trong khi đó cần phải giữ chân Kane chơi thêm 25 phút nữa để tải xong dữ liệu. Trọng tài chỉ còn cách chia bài bằng tay, cũng kể từ khi chiếc máy chia bài hẹo thì số tiền cược của Kane cũng vơi dần đều, việc thua tụt quần sẽ sớm tiễn hắn ra khỏi sòng bạc. Đúng lúc này có một gã khách trong bàn ham hố lấy ly rượu dành riêng cho Boro, sau khi hắn uống xong chỉ ít phút sau độc dược sẽ phát tác để xử lý nhanh tình huống này. Tina và Barry đành giàn cảnh đánh hắn vì tội đánh thắng xong đòi nghỉ không cho người khác gỡ thua, sau đó dùng thủ thuật bỏ lá bài vào người hắn để mọi người tin rằng hắn chơi gian lận. Kết quả hắn bị bảo vệ lôi ra ngoài trước khi mọi chuyện bị bại lộ, thậm chí chủ sòng còn hết lời xin lỗi và trả tiền cho cặp đôi Tina Barry, mời họ rời khỏi đó một cách bình an vô sự. Phía hai đặc vụ hoàn thành nhiệm vụ lấy dữ liệu của Kane, tuy nhiên phía Luke và mọi người lại có trục trặc xảy ra, chiếc CPU chạy vượt tốc độ nên chập mạch cháy. Mọi người hốt hoảng và bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Cũng chính lúc đã buộc miệng nói rằng ông đã nói cho Carter biết việc ngoại tình giữa Emma và Andon. Thôi rồi tình nghĩa cha con này còn đâu. Họ không những khẩu chiến mà còn khiến Andon bị tổn thương. Ông không đồng tình cô quen với Carter, nhưng cũng không có nghĩa là ông tán thành việc cô quen với một kẻ chẳng ra gì như Andon. Câu nói chạm đến lòng tự ái buộc Andon phải nói ra, chẳng qua anh trải chuốc ăn diện như vậy là vì ngày xưa gia đình quá nghèo. Từng bị nhiều người khinh rẻ và bắt nạt, nên khi được CIA nhận vào làm anh mới tự thưởng cho bản thân những thứ ngày trước không có. Như vậy có gì là sai? Hai bố con chợt nhận ra mình có hơi quá đáng nên vội xin lỗi Andon trong sự hổ thẹn. Sau đó Luke khoe với Emma rằng ông và mẹ cô đã quay lại với nhau. Nghe đến đây cô cảm thấy vô cùng bất lực vì cô đã tốn biết bao công sức để giúp chú Daniel tán tỉnh mẹ. Câu nói dường như sát muối vào tim Luke. Không ngờ ông lại có ngày bị con gái đâm sau lưng. Đến đây Ru chợt nghĩ ra cách dùng tấm cách nhiệt để giảm tốc độ tải của chiếc CPU. Chẳng lâu sau cánh cửa mở ra, mọi người nhanh chóng thoát khỏi căn hầm đầy bi kịch và đầy rẫy sự thật tàn ác. Trở về từ chuyến công tác mạo hiểm, Tina và Barry cũng đã có một bước tiến mới trong chuyện tình cảm. Luke tin tưởng vào công nghệ ứng dụng của con trai, đồng ý rót tiền đầu tư vào dự án của cậu, điều mà trước đây ông đã từ chối và chỉ có Daniel ủng hộ. Cho đến giờ phút hiện tại mối quan hệ giữa Luke và vợ vẫn khá ổn, riêng về Emma thì cần thêm thời gian suy nghĩ xem có nên nghiêm túc với Andon hay không. Anh chàng thú nhận tình cảm dành cho cô là thật và đồng ý chờ đợi, trở về gọi điện cho chị dâu, cô chợt nhận được tin cháu gái cô rất thích con ngựa gỗ mà Carter tự tay làm. Đó là món quà trước kia cô từng chê bai bởi cô muốn bạn trai mình phải làm được thứ gì đó hữu ích hơn. Đến khi cô nhận ra anh ấy thật sự quan trọng và là người cô muốn gắn kết cả đời thì đã muộn, Carter không còn niềm tin vào Emma nữa. Cô ấy chính thức bị đá tính từ thời điểm này. Xin chúc mừng anh bạn Carter vì đã cưa thành công chiếc sừng trên đầu. Trở lại cuộc họp CIA, cấp trên thông báo họ đã bẻ khóa thành công điện thoại của Kane. Nhờ thông tin theo dõi phát hiện được Boro hiện đang ẩn náu tại Sardonia. Cụ thể là gần một lò phản ứng hạt nhân đã bị tan chảy từ năm 89. Nếu hắn uống thuốc IOT và ở trong hầm chống phóng xạ thì sẽ không bị ảnh hưởng.
Nhà Trắng chỉ thị mục tiêu chính sắp tới là vô hiệu hóa Boro và lấy về tất cả vũ khí hắn đã chế tạo, ngăn việc bán các vũ khí ấy ra thị trường. Theo như Andon biết, Sardonia là nước cộng sản không có quan hệ ngoại giao với Mỹ. Vệ tinh do thám cho thấy chúng còn tăng cường an ninh và tăng số trạm kiểm soát ở con đường ra vào duy nhất. Nếu không cẩn thận để bị bắt thì xem như mất mạng, do đó kế hoạch xâm nhập vào đó phải được thực hiện một cách cẩn thận. Họp xong, Emma bắt đầu cáu với bố, cũng tại ông mà cô mới bị bạn trai đá, nhưng lúc giải thích do cô hôn Andon chứ không phải lỗi của ông. Rồi ai kêu ông kể cho Carter nghe làm gì, lúc nói bởi cậu ấy xứng đáng với những người tốt hơn. Nghe đến đây, Emma càng bực tức hơn vì ông cũng có đối xử tốt với mẹ đâu, do đó cô tin rằng mẹ cũng cần có được hạnh phúc với một người tốt hơn mà không phải là ông. Lúc chợt cảm thấy chột dạ nên gọi điện cho vợ, bà ấy đang hớn hở chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay nhưng nó đã bị hủy vì ông bận công tác đột xuất. Và ông khuyên bà nên đến với Daniel để có được những điều đẹp đẽ hơn, ông không muốn làm bà tổn thương nữa. Ấy vậy mà những lời ông vừa nói lại chính là điều khiến bà cảm thấy đau đớn nhất. Giải quyết xong việc gia đình, Luke và Emma tham gia vào công cuộc truy bắt Boro ngăn chặn việc mua bán vũ khí. Năm cỗ quan tài vừa hạ cánh an toàn xuống sân bay cùng một thùng vũ khí tối tân đã được chuẩn bị sẵn. Trong quá trình di chuyển, xe của họ đang chạy thì bất ngờ bị một đội quân xe Jeep tập kích. Luke sớm nhận ra đó là Landon, một CIA của Đông Âu. Chắc chắn hắn đã bị mua chuộc nên mới có hành vi phản bội lại đồng đội như vậy. Cuộc nổ súng diễn ra hết sức chóng vánh. Chẳng mấy chốc đàn xe của chúng đã bị bắn nổ tan tành. Cả nhóm xuống kiểm tra thì tất cả kẻ thù đều đã hẹo. Vừa chốt hạ một câu an toàn, bất ngờ Andon lại bị một tên đang hấp hối ám sát. Vết thương bên mạn sườn phải gần với phổi có vẻ khá nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng đến bệnh viện e là sẽ khó qua khỏi. Phương tiện duy nhất là chiếc xe nhưng lại bị du lỡ tay bóp có phóng hỏa cháy rụi. Đúng là kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Lúc này tiến sĩ Nova đã làm xong điều Boro muốn, hướng dẫn cách kích hoạt phản ứng hạt nhân, biến chiếc vali thành một món vũ khí lợi hại có thể nổ tung cả một tòa nhà. Tuy nhiên, thay vì giữ lời hứa sẽ trả lại tự do cho tiến sĩ, Boro lại lật lọng thủ tiêu ông ấy. Hắn không chấp nhận trên đời này còn có kẻ nào khác ngoài hắn biết cách sử dụng chiếc vali. Vì xe đã hỏng nên nhóm các đặc vụ đành lội bộ, thiết bị theo dõi giả soát xung quanh và đã nhận ra vị trí cửa vào hang ổ của Boro. Mọi người đi theo chỉ dẫn rồi chui vào một đường hầm. Chỉ cần qua hết con đường này họ sẽ vào được căn cứ địch đang ẩn nấp. Trong khi đó, ở nhà mẹ Emma đang uống say thì gặp Carter đến. Cậu mang theo một số đồ dùng của Emma vì không muốn cả hai gặp nhau lại thêm khó xử. Hai con người vừa bị bồ đá đồng cảm cho nhau và bắt đầu uống rượu tâm sự. Nghe Carter nói bà xứng đáng có người tốt hơn, bà lập tức tỉnh táo hẳn ra, gọi điện cho Daniel báo rằng bà đồng ý lời cầu hôn. Bên này nhìn thấy vết thương của Andon ngày càng nặng, bất chợt Emma thừa nhận cô có tình cảm với anh. Tuy nhiên anh chỉ nghe cho vui rồi để đó. Bởi đây có thể là phút yếu lòng nhất thời hay sự thương xót của cô ấy dành cho anh, và anh thì không muốn làm phương án dự bị cho bất kỳ ai. Do đang mất máu nên Ru đành ở ngoài chăm sóc Andon. Lúc này anh ta đã bắt đầu ho ra máu. Ru nhanh chóng báo cáo với cấp trên để tìm phương án xử lý tình huống. Tiến sĩ Pfeffer được gọi đến xem qua camera và chẩn đoán gián tiếp về tình trạng của Andon. Có vẻ như anh ta đã bị xẹp phổi nghiêm trọng. Theo nguyên lý, cái gì xẹp thì cần phải được thổi phồng lên. Nếu không, cậu ấy sẽ bị ngưng tim bất cứ lúc nào. Việc đầu tiên mà Ru cần làm là tìm dao ống thông và chuẩn bị một lọ dung dịch lỏng. Giữa đường hầm như vậy lấy đâu ra nước? Ông tiến sĩ gợi ý cho cô hãy sử dụng vốn tự có trong người. Ru vì sợ Andon không qua khỏi nên đành bất đắc dĩ đi tiểu ngay tại chỗ. Tuy nhiên do áp lực và căng thẳng nên không tiểu ra được giọt nào. Thấy vậy, mọi người mới cùng nhau hát một bài giúp cô quên đi sự ngại ngùng. Khi bài hát vừa chấm dứt cũng là lúc chiếc bình đựng đầy dung dịch amoniac. Bên trong căn cứ, Luke và Emma chia thành hai đường. Luke dùng tuyệt kỹ ẩn mình đánh lén dễ dàng hạ gục những tên lính gác. Sau khi phát hiện ra Boro, ông đã có cơ hội thủ tiêu hắn nhưng lại chần chừ không ra tay, cuối cùng lại bị kên phá bĩnh làm Boro chạy đi mất. Phía bên kia, Emma phát hiện ra mục tiêu và nhanh chóng nổ súng đuổi theo. Đến một đoạn đường, hắn bỏ lại chiếc cặp dụ Emma tiếp cận rồi bất ngờ tấn công. Hai bên đấm đá quyết liệt không thua gì Luke và Ken ở phía trên. Thấy chơi không lại, Ken hèn hạ ném một quả lựu đạn đến cho Luke. Ông cả gan cầm lấy nó ném ngược lại cho Ken và rồi một vụ nổ chấn động vang lên. Đất đá xung quanh đổ xuống chắn cả các lối đi bên dưới đường hầm. Lúc này Luke không biết con gái mình có sống sót qua được vụ nổ ấy không. Cấp trên yêu cầu ông nhận định tình hình một cách khách quan nhất có thể. Rất khó khăn để một người bố thốt lên rằng con gái ông chỉ có 10% cơ hội sống sót. Nếu chiếc vali ở gần chỗ có lửa, nhiệt độ càng tăng thì chiếc vali hạt nhân sẽ phát nổ và tất cả những người mắc kẹt lại trong căn hầm này đều sẽ đăng xuất ra khỏi trái đất. Cấp trên cho Luke 12 phút để đi tìm Emma, nếu sau thời gian đó không nhận được tín hiệu của sự sống. Buộc lòng tất cả phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên Emma hiện vẫn còn sống nhăn răng và còn đang cùng Boro tiếp tục trận đấu tay đôi khốc liệt. Thế nhưng chỉ được một lúc, cô đã yêu cầu tạm thời đình chiến và giải thích cho Boro hiểu được tầm nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt. Thay vì mất sức ở đây chiến đấu để rồi bị mắc kẹt lại và vướng vào vụ nổ, chi bằng cả hai cùng nhau hợp tác thoát ra ngoài.
qua quan sát, cô phát hiện bên trên có một lỗ thông gió, đó cũng chính là cơ hội cuối cùng cho họ. Phía bên kia da rẻ Andon bắt đầu tái nhợt không còn chút máu, tiến sĩ hối thúc Ru phải mạnh mẽ rạch một đường và hút hết chất lỏng trong phổi cậu ấy ra. Nạn nhân hiện vì không chịu đựng nổi nữa nên đã bất tỉnh, Ru không còn lý do gì để do dự nữa. Cô dùng con dao của bố tặng và bắt đầu rạch một đường vào vị trí mà tiến sĩ hướng dẫn. Một lúc sau Andon bất ngờ tỉnh lại khiến cô hú hồn hú vía. Hai người dìu nhau rời khỏi đây vì nơi này sắp nổ. Lúc xông xáo chạy khắp nơi từ trong ra đến ngoài tìm kiếm Emma, ông gõ mật mã vào những chiếc nắp ống bằng những hy vọng cuối cùng. Và cũng may là Emma đã nhận ra đoạn mật mã của bố. Cô dùng một chiếc gậy dài gõ lại vào nắp ống để xác nhận với ông ấy rằng cô đang ở cùng Boro. Lúc cô gỡ nắp ống lên để mở đường cho con gái chui ra, bên trong Emma cố thoát khỏi căn cứ nhưng bị Boro kéo lại. Hắn ta luôn miệng trách Lúc là người đẩy cuộc đời hắn vào ngõ cụt, nhưng Emma đã khiến hắn thức tỉnh rằng tất cả đều là do hắn tự lựa chọn. Giờ không phải lúc tranh cãi và hãy tập sống có trách nhiệm với bản thân, ngừng đổ lỗi cho người khác đi. Emma bỏ qua lỗ thông gió và ra được ngoài đường ống. Lúc đã đợi sẵn chỉ việc đưa tay ra kéo con gái lên, tuy nhiên do tường quá trơn nên cô ấy vẫn chưa thoát ra được. Lúc thuyết phục sẽ tha mạng cho Boro nếu hắn đồng ý giúp Emma. Và một lần nữa đứa trẻ ấy đã tin tưởng vào Lúc. Hắn làm bệ đỡ để Emma leo lên, sau đó Lúc chỉ việc kéo con gái ra ngoài. Nào ngờ cấp trên liên tục thúc giục Lúc không được tự ý quyết định, chính phủ đã hạ lệnh phải trừ khử Boro, không được để hắn đẻ trứng. Nhìn thấy hình ảnh Boro lúc này làm ông nhớ lại hình ảnh đứa trẻ ngày trước, nhưng dù ông có xem hắn như con trai thì Emma mới là đứa con máu mủ ruột thịt. Ông mặc kệ Boro mắc kẹt lại trong đường ống và rời đi cùng Emma. Nhiệt độ đạt đỉnh thời gian cũng đã hết, một tiếng nổ vang lên như nói lên rằng sự nghiệp buôn lậu của ông trùm Boro kết thúc. Vũ khí nổ trong sự kiểm soát mục tiêu bị vô hiệu hóa đúng như kế hoạch, tất cả nhân viên CIA đều sống sót trở về, xem như mối hiểm họa đã được diệt trừ tận gốc. Cấp trên đánh giá cao biểu hiện của Emma và cấp giấy chứng nhận cho cô được hoạt động một mình, Lúc cũng đồng ý buông tay để con gái trưởng thành theo cách mà cô muốn. Ông đã đệ đơn xin nghỉ hưu nhưng bất chợt nhận được hung tin của vợ. Chỉ vài tháng sau vợ cũ ông làm đám cưới với Daniel, bà diện bộ váy cưới trắng tinh khôi chuẩn bị làm cô dâu mới. Lúc mang hoa đến tặng dù không muốn nhưng cũng phải chúc mừng họ hạnh phúc. Một lời nói bông đùa lại khiến bà ấy bật cười. Đây cũng là lần đầu tiên Emma thấy mẹ vui đến thế. Cô con gái mách bảo bố rằng trước giờ dù chú Daniel có làm mẹ cười, nhưng cô cảm nhận được nụ cười đó rất giả chân. Qua đó cô nhận ra mẹ vẫn còn yêu bố rất nhiều. Nếu ông để buổi hôn lễ này diễn ra chắc chắn cả đời ông sẽ phải hối hận. Lời nói như chạm vào tim đen. Lúc lập tức đến gặp vợ và thú nhận hết về những lần ông phạm lỗi trong quá khứ, tất cả chỉ để phục vụ cho một công việc vô cùng nguy hiểm là làm đặc vụ CIA. Ông cần phải bảo mật thông tin cũng như thân phận thật sự để bảo vệ gia đình này. Sau đó ông còn lấy ra chiếc huy chương danh dự tặng cho bà. Nào ngờ một vụ nổ ập đến, ngoài kia hôn lễ đang diễn ra thì bị một nhóm khủng bố xông vào nã súng xối xả, lễ cưới bỗng trở thành cuộc chiến bắn súng căng thẳng. Chú rể cha xứ quan khách đều tìm chỗ ẩn nấp tránh bị lạc đạn, chỉ có Emma liều mạng rút súng ra đối phó băng đảng khủng bố. Rất nhanh Lúc đã có mặt kịp thời yểm trợ con gái, hai bố con song súng hợp lực và sớm kiểm soát được tình hình khi đã chắc chắn mọi thứ đều an toàn. Boro lại xuất hiện uy hiếp bà dâu, hôm nay hắn đến đây là để trả thù, gia đình hắn đã bị Lúc hủy hoại và hắn cũng sẽ làm điều tương tự kiểu như ăn không được phá cho hôi. Điều kiện để thả bà dâu là Emma và Lúc phải tự kết liễu lẫn nhau, còn gì hấp dẫn hơn chứng kiến cảnh hai cha con tương tàn, vì cứu mẹ nên hai người họ đều đồng ý. Tuy nhiên Lúc có đôi điều nhắn nhủ với vợ và nhắc đến chiếc huy chương. Vợ ông hiểu ý lập tức rút chiếc huy chương ghim vào đùi Boro khiến hắn mất kiểm soát. Từ đó hai bố con phản ứng nhanh nổ hàng loạt phát súng về phía Boro. Khi đồng đội đến ứng phó thì mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng cũng vì vậy mà danh tính cả đội đã bị lộ. Để thu dọn tàn cuộc, tất cả những ai có mặt trong buổi lễ đều phải lên xe rời khỏi hiện trường. Do gây thủ chuốc oán với nhiều băng nhóm tội phạm nên họ sẽ không thể về nhà nữa. Cả ekip cao chạy xa bay và bộ phim đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.